Chăm sóc vườn bưởi sau thu hoạch là công đoạn vô cùng quan trọng, giúp cây gia tăng tuổi thọ và năng suất sản lượng. Vì vậy, bà con nông dân trồng bưởi cần quan tâm đến công đoạn này. Vệ sinh vườn trồng, cắt tỉa cành, chọn cắt những cành răm, cành nhỏ, cành cọc, cành cấp 4 trở lên. Cắt tỉa kết hợp với tạo tán cho vụ sau bằng cách giữ lại từ 2 đến 3 cành chính cấp 3, sao cho tạo tán phát triển đều xung quanh. Tạo tán tạo cho tán cây phát triển tán theo chiều ngang, tăng độ thông thoáng cho vườn, giúp giảm sâu bệnh và sản lượng quả càng cao. Tiến hành tỉa cành vào ngày nắng ráo, tỉa vào lúc sáng sớm khi sương vừa tan là tốt nhất. Sau khi dọn dẹp vườn, tiến hành khử trùng toàn diện vườn bằng vôi bột rải xung quanh vườn với liều lượng từ 2 đến 3 tạ một hecta. Nếu có thể quét gốc bưởi bằng nước vôi hòa loãng, quét cao khoảng từ 1 đến 1,5 mét. Tưới nước, bón phân, bổ sung dinh dưỡng phục hồi cho cây. Để đất không bị bạc màu, trả lại độ màu mỡ cho đất, tốt nhất bà con nên bón phân chuồng. Nếu không có thì thay thế bằng phân hữu cơ tổng hợp NPK 5-13 hoặc NPK 16-16-8-13S kết hợp Supelan để kích thích rễ non mọc ra. Lượng bón cần cân đối theo độ tuổi, sức phát triển cũng như chất đất. Tưới nước và giữ ẩm cho đất cũng cần được bà con chú ý. Lưu tâm trong khi chăm sóc bưởi sau thu hoạch, cây được cung cấp đủ lượng nước cần thiết sẽ dễ dàng hấp thu các loại phân bón, làm cành lá xanh tốt.